Pháp với hai bàn trong 2 phút 14 giây. Tiền đạo Kylian Mbappé có cú đúp nhanh nhì sự nghiệp, giúp PSG hạ 2-1 Auxerre ở vòng 36 và chỉ cách chức vô địch League 1-1 điểm. PSG giải quyết trận đấu chỉ trong 8 phút đầu. Phút thứ 6, từ pha đập nhà ăn ý sát vòng cấm, Mbappé làm hai động tác giả loại bỏ Gauthier 2 rồi đặt lòng chân phải về góc cao khiến thủ thành André Radu chôn chân. 2 phút sau, từ pha chuyền ngang của Lionel Messi, Hugo Ekitike bỏ bóng để Mbappé dứt điểm một chạm về góc gần nâng tỷ số lên 2-0. Phút thứ 10, anh lỡ cơ hội lập hat-trick khi chuyền ngang cho Ekitike trong thế đối mặt nhưng bị trung vệ Auxerre phá. Tới phút bù thứ 3, Mbappé đặt lòng chân phải tung lưới thủ thành Radu, nhưng bàn thắng không được công nhận bởi lỗi việt vị. Dù vậy, với 2 phút 14 giây, Mbappé lập cú đúp nhanh thứ hai trong sự nghiệp. Sau hai bàn trong trận tuyển Pháp gặp Argentina ở chung kết World Cup 2022, 1 phút 35 giây, tiền đạo Pháp còn củng cố vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 28 bàn, hơn 10 xếp sau Alexander Lacazette 2 bàn. Mbappé còn có 5 kiến tạo và đạt hiệu suất góp dấu dày vào một bàn qua 80 phút. Sang hiệp 2, Auxerre thi đấu tốt hơn nhưng chỉ gỡ được một bàn nhờ công Lassine Sinayoko. Phút 51, Sinayoko bứt tốc loại bỏ 3 cầu thủ PSG rồi sút chéo góc đưa bóng đi không hiểm, nhưng Gianluigi Donnarumma lại bắt hụt. Nhưng kết quả 2-1 là đủ để PSG tiến dài tới việc bảo vệ danh hiệu League 1. Câu lạc bộ thành Paris hiện hơn Lens 6 điểm và có hiệu số bàn thắng vượt trội, dương 50 so với dương 34. Mbappé và đồng đội chỉ cần một điểm từ hai trận còn lại làm khách của Strasbourg ngày 27 tháng 5 và tiếp Clermont trên sân nhà Parc des Princes ngày 3 tháng 6 để chính thức đăng quang. Đội hình thi đấu Auxerre, Radu, Chudatka, Gravelossen, Zuban, Suleiman Touré, Mensah, Masango, Birama Touré, Hai, Dembo 86, Sinayoko, Perrin 86, Zacosta, Nen 86. Đội hình thi đấu PSG, Donnarumma, Danilo, Ramos, Marquinhos, Zaire Emery, Verratti, Ruiz, Sanchez 79, Bernat, Messi, Ekitike, Vitinha 55, Mbappé.